Chào mừng mọi người đến với buổi webinar của CSI. Thì đây chắc có thể là một buổi webinar về AJICAP. Thì dự định sẽ là cố gắng sẽ là hàng tuần hoặc là trong tháng sẽ là những cái buổi thường xuyên để giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về AJICAP. Thì cái buổi hôm nay mình sẽ giới thiệu cái phần là cái phần giới thiệu về AJICAP và ứng dụng độc quyền. Thì đối với những cái phần mềm thì đa số là mọi người chỉ biết là dùng rồi chưa biết được là ví dụ như là cái lịch sử phát triển hình thành nó như thế nào, là cái cột mốc có những cái nó quan trọng như thế nào. Ngoài ra thì những cái version cũ thì nó đã có cái gì hay và tại sao nó lại ra cái phiên bản đó, và nó có thể có cái hay cái dở so với những cái phần mềm mà tương tự như thế nào. Thì trong cái buổi hôm nay thì là mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái phần AJICAP. Thì chắc là mọi người cũng ít ai mà biết được là AJICAP và tức là EPPO, tức là Steven Jobs hồi hồi năm 1982 84 á, là có mối quan hệ như thế nào. Thì một số cái thông tin báo chí mà cách đây cũng những cái version cũ á, thì họ hay có những cái báo chí đưa ra lặp lại về cái hình ảnh này. Tức là cái hình ảnh này là một cái công viên của Ravisoft ở Hungary. Và các bạn thấy là có một cái tượng đài. Thì cái tượng đài này chính là ông Steven Jobs. Thì vậy thì cái Ravisoft với lại Apple thời đó có quan hệ như thế nào? Tại sao cái tượng ông Steven Jobs lại được đặt ở đây? Nó giống như là một cái sự tự hào của Ravisoft. Thì đấy, thì trở về thời năm 1982, tức là lúc đó là Ravisoft thành lập. Thì khi đó là cái thời mà giống như là Hungary cũng rất là nhiều khó khăn trong cái những cái về chính trị, tức là thời đó máy tính cũng rất là khan hiếm, đặc biệt là Ravisoft lúc đó cũng là một công ty nhỏ, nó giống giống như một cái startup bây giờ đó. Thì cái Ravisoft á, khi mà từ đầu khi mà sinh sinh ra thì đã xác định cho mình một cái hướng đi, tức là họ quan niệm visual building chứ không phải là một cái phần mềm 2D bình thường giống như là những cái phần mềm khác. Vậy visual building là cái gì thì mọi người có thể tham khảo tiếp ở những cái slide tiếp theo. Thì tới bây giờ cho hiện tại bây giờ là đã là 27 version và nó đã phát triển tới 108 quốc gia và 27 ngôn ngữ. Thì rất là hiếm một cái phần mềm nào mà cũng đã phát triển như vậy. Thì tới từ lúc mà phát triển cho tới bây giờ thì cái Visual Building này á, nó được coi như đó là một cái cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển, và nó là cái khẳng định một cái vị thế trong ngành kiến trúc xây dựng của Ravisoft. Thì dưới một cái tên mới bây giờ thì mình có thể nôm na mình hiểu đó là Building Information Modeling, thì tức là BIM bây giờ. Nhưng mà hồi xưa thì Ravisoft nó định hình nó một cái khái niệm đó là Visual Building. Thì từ từ đó đến nay thì đã trải qua là 27 version, thì AJICAP cũng đã phát triển rất là nhiều cái tính năng. Thì mình rất thích là mỗi khi mà cái ra một cái phiên bản mới á, thì những cái fan mà thích AJICAP á, thì họ rất là háo hức, họ trông chờ coi những cái ấn tượng, họ trông chờ tới những cái tính năng mới như nào, những cái gì đổi mới, những cái gì mà được phát hành. Thì lát nữa mình cũng sẽ trình bày những cái tính năng mới mà trong quá trình phát triển thì những cái đó nó sẽ được đưa ra, và các bạn sẽ thấy là AJICAP đã được tập trung, tức là họ họ đắm vào cái đối tượng tức là kiến trúc sư. Nó giống như một cái người kiến trúc sư á, tức là khi mà bắt đầu tìm hiểu về AJICAP, các bạn sẽ thấy là nó như một cái rất là linh hoạt, rất là một cái đó là giống như là art, một cái mỹ thuật, nó hơi hướng về mỹ thuật hơn là những cái phần mềm khác về quản lý. Thì ở đây là cái hình tượng đài của ông Steven Jobs. Thì năm 1900 mất cái tượng này thì mới gần đây thôi, nhưng mà nó cột mốc được quan trọng nhất của hãng được đánh dấu vào năm 1982.
82 là bắt đầu cái version đầu tiên. Thì khi mà ông Steven Jobs đi tham dự cái sự kiện của ở bên ở Đức vào năm 1984, thì cái ấn tượng đầu tiên của Steven Jobs về cái phần mềm đã rất là tốt. Thì Steven Jobs quyết định là hỗ trợ cho Ravisoft cả về máy tính và tài chính, và để cho Ravisoft phát triển đưa cái phần mềm đầu tiên ứng dụng vẽ 3D, vẻ vẽ về hỗ trợ kiến trúc sư vào trong hệ điều hành Macintosh thời đó. Thì cái cho đến ngày nay thì Apple không không phải là đối tác không không những là đối tác quan trọng của Ravisoft, mà ngay cả là họ còn giúp cho Ravisoft phát triển theo thêm những cái mối quan hệ khác từ cái hệ thống kinh doanh của Apple. Thì các bạn có thấy là từ từ năm 1984, đó là cái phiên bản đầu tiên của Archicad, thì họ đã ra ngay cho cái version là Apple. Thì lúc đó thời đó gọi là Apple Lisa. Cái này rất là hiếm nha các bạn, tại vì á ngay cả tới thời bây giờ luôn, tất cả những cái phần mềm mới bây giờ để mà ra được cái phần mềm để mà cho Macintosh thật thật thực chất ra, một số phần mềm tới thời điểm bây giờ người ta vẫn chưa làm được, họ vẫn dùng cái theo theo một cái gọi là cái bên thứ ba. Còn cái này là Macintosh, là Macintosh gốc, tức là nó hỗ trợ một cái lỗi nhân của Apple rất là tốt. Thậm chí là nếu mà các bạn có thể là có một cái máy máy Mac so với một cái máy Intel bình thường, thì cái máy Mac được hỗ trợ tối ưu hơn. Thì lúc đó là từ năm 1984 là Ravisoft đã phát hành bản đầu tiên và cho máy Apple đi ra. Thì các bạn thấy là cái màn hình ở trên đó là cái máy tính của mình, đó là cái màn hình giao diện của Archicad thời đó. Và các bạn có thấy là từ mỗi một năm Archicad cho ra phát triển một version, thì tới mãi mãi năm 1993 thì Ravisoft mới phát hành bản Windows đầu tiên cho Archicad, cho Windows. Thì nên là cái sự gắn bó của Apple với Ravisoft được kéo dài rất là lâu, thậm chí là tới bây giờ, ngay tại cái version 26 mới vừa ra, thì Apple có một cái version mới, version đó là cái version Silicon, Apple Silicon dành cho dân kỹ thuật của Apple ở cái thùng lũng Silicon. Ravisoft cũng tạo ra một cái version, cũng một một phiên bản đó dành cho dân dân kỹ thuật của cái phần Apple Silicon. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái thông tin ở trên mạng, tức là cái sự ưu ái của Ravisoft cho Apple rất là nhiều. Đó là một cái sự mang ơn của Steven Jobs của Ravisoft cho dành cho Steven Jobs. Thì trên đây mình có một cái đoạn clip cũng cũng vui vui của một cái trung tâm kiến trúc ở Pháp, họ làm ra về cái lịch sử của Archicad. À, mọi người thấy là khi mà Apple càng lúc càng cải tiến thì các thiết bị xung quanh cũng cải tiến theo. Đây là một cái bàn của một kiến trúc sư.
Thì cái này là lúc mà làm cái version này là từ lúc có cái phiên bản mới 2015. Xong bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần là về những cái tính năng trong AJICAD. Thì ở đây chắc có thể là một số người cũng biết, một số người cũng mới làm quen, mới đào về để xem thử coi nó khác nhau như thế nào. Thì được phát triển từ ngay từ cái version đầu tiên, tức là từ năm 1982, thì AJICAD đã đi thẳng vào cái vấn đề đó là từ 2D và 3D nó sẽ có một cái sự liên kết với nhau. Đó là cái khái niệm visual building. Thì chúng ta xem thử cái video của AJICAD thời đó, họ đã quan niệm rằng BIM bây giờ thì nó như thế nào, thì chúng ta cùng xem thử cái video này ha. Virtual building, also known as BIM, is the concept of creating a central virtual building information model in order to manage and coordinate design information centrally. Better design decisions are made with the help of model-based analysis. All the deliverables of a project, including floor plans, elevations, and sections, are automatically generated from the central model instead of creating and maintaining them manually one by one. The benefits are clear. It's much easier to coordinate your project and to manage changes so you have more time to focus on design. The virtual trace function makes this virtual building available as contextual information for coordination purposes in every single view of your project. If you are working on the floor plan of your building, it's much easier to create and edit the floor plan within the context of a corresponding section, which automatically shows the implications of the changes. Now, let's see how this technology provides benefits to the different members of a project team during the design and documentation process. First, Mưa you thấy will là see the benefits of the virtual trace in the design workflow. Modify the building on the floor plan, and you can immediately see the effects of this change on the section. As the designer, you don't have to be a power modeler. With Virtual Trace, you can provide your design intent effectively in 2D orthogonal views. Virtual Trace also creates a new platform for project coordination. For example, you can coordinate with a structural engineer. It's easy to compare the architectural and structural drawings with the visual compare feature. With the slider, it's very easy for you to spot any discrepancies in the design of the load-bearing structure of the building. Also, drawings from MEP engineers can be coordinated with the architectural drawings in the same way. As you can see, this type of coordination can be done between the trades as well as within the architectural team. Virtual Trace also helps greatly in the creation of high-quality documentation. Virtual Trace keeps your 3D model live for coordination purposes even in the late phase of the detailed construction documentation. In this example, you keep your model section live while you edit a copy of it to create the detailed section. If the design changes, for instance, the story height needs to be changed, it is very easy for you to update your detailed section through coordination with the model. As the draftsperson, you can edit the worksheets without having to touch the model. This workflow combines the benefits of the virtual building with the flexibility required to create the detailed documentation of your projects. Virtual Trace helps you involve every member of your project team from the designer to the draftsman, regardless of their training and skills. You can improve your design workflow and deliver better coordinated projects at the same time. Trở về một cái đoạn này một tí xíu. Thì đơn giản thời lúc đó là AJICAD chỉ đơn giản đó là làm sao để cho các bản vẽ 2D khớp với nhau. Đó là một cái khó khăn của tất cả những cái người mà đã từng vẽ 2D, đã từng là ngồi vẽ trên giấy, từng dùng cái nét vẽ vẽ trên giấy hoặc cầm cuội vẽ, rồi đến lúc mà vỡ ra thì tất cả các bản vẽ của mình nó đang bị sai, mình phải đi sửa lại từng mặt đứng, mặt cắt hoặc mặt bằng.
thì nó sẽ không khớp nhau. Nỗi khổ của những người mà vẽ 2D, khi mà nỗi khổ của những người mà quản lý hồ sơ thiết kế, khi mà chúng ta kiểm tra hồ sơ của những cái bạn Grab vẽ thì nó sẽ bị sai, thì chúng ta phải buộc phải sửa lại từ đầu. Thì đơn giản cái visual building thời đó là làm sao để cho tất cả các bản vẽ 2D, 3D được khớp với nhau, được lấy thông tin từ cái mô hình 3D. Lấy thông tin đây là chỉ cần lấy những cái hình bản vẽ, lấy những cái bản vẽ mình có thể cắt bất kỳ đâu, mình có thể lấy bất kỳ mặt đứng nào, mình có thể xuất bất kỳ mặt bằng nào. Cho đến bây giờ thì có thể là cái khái niệm này nó đã lấy được rất là nhiều cái khác, nó còn là lấy được cả những cái thông tin về về cái đối tượng, ví dụ như về vật liệu, về những cái thông số khác nữa. Nhưng mà thời đó thì đó Adavisoft đã phát triển, đã có một cái quan niệm rằng nó tức là visual building, tức là chúng ta phải ra một cái giúp ích được, ra một cái phần mềm hỗ trợ cho những cái người thiết kế có được những cái giảm bớt những rủi ro như thế. Và ở đây nó sẽ có một cái tính năng này. Thì cái tính năng này hồi nãy là nó chỉ có thể nhanh, các bạn có thể chưa hiểu, nhưng mà ở đây có thể là một số người chưa có bao giờ sử dụng AutoCAD á, thì họ cũng chưa biết về tính năng này luôn. Nhưng mà cái này tức là giống như là một cái giống như một cái tờ giấy Ken hồi xưa á. Hồi xưa khi mà các bạn nào mà đã từng học kiến trúc thì các bạn hay dùng cái giấy Ken để các bạn có thể đồ, ví dụ như là các bạn đồ từ cái tầng này, các bạn muốn vẽ lên tầng trên thì các bạn hay hay đè cái tờ giấy Ken lên trên để các bạn vẽ lên tầng trên, bạn binh tầng trên chẳng hạn. Thì cái quan điểm của AutoCAD lúc đó là người họ lấy từ một cái ý tưởng như vậy, tức là họ dùng những cái bản vẽ khác nhau, những cái tầng khác nhau để họ chồng lên nhau đó, các bạn thấy là họ chồng lên nhau đó, để họ kiểm tra, để họ có thể là tham chiếu. Thì cái tính năng tray này của AutoCAD cũng được phát triển ngay từ lúc đó, và được theo mình thì cái tính năng này rất là hay. Thì không phải là chỉ là để chỉ để các bạn đồ lại, vẽ lại theo một cái mặt bằng bản vẽ nào đó, mà nó còn có một cái có một cái hữu dụng rất là ích cho những người manager, những người quản lý bản vẽ, tức là họ có thể kiểm tra được bản vẽ của những nhà thầu về thiết kế, những nhà thầu về MEP, những nhà thầu về kết cấu. Thì thay vì họ họ không biết dùng 3D, họ họ vẽ 2D, thì họ gửi cho những cái người manager, những cái người quản lý dự án, thì họ sẽ manager nó chỉ cần gửi chồng vào những cái bản vẽ đó trong AutoCAD, và họ có thể kiểm tra được cái phần 2D đó có bị khớp, có bị đá nhau hay không, có bị thiếu những cái hạng mục nào hay không. Thì đây là cũng là một cái tính năng rất có ích cho những người project manager mà design. Một cái tính năng nữa cũng phát triển là theo mình nhớ thì cái version này phát triển từ năm 2008, tức là từ AutoCAD là 7. Đó là cái tính năng về 3D floor. Thì cái 3D floor này là gì? Thì thay vì nó là cái tiền thân của BIMX bây giờ, tức là nó cho phép mọi người khi mà vẽ xong một cái mô hình thì có thể đặt chân vào cái công trình của mình, giống như là một cái game. Thì các bạn nào mà chơi game giống như là chơi game góc nhìn thứ nhất, tức là Half-Life hồi xưa, hay là những cái game mà bắn súng bây giờ, đó là giống như vậy. Tức là cho phép những cái người thiết kế họ đi vào công trình, điều khiển bằng những cái nút mũi tên giống như này, đi lên đi xuống, bước lên bậc thang, rồi có thể là mở cửa đi vào công trình ngay chính từ cái file AutoCAD luôn, chứ không phải xuất qua một cái phần mềm nào khác. Thì thời đó thì chưa có BIMX, thì cái này là một cái tiền thân của cái BIMX thời bây giờ. Thì hồi xưa mình, từ lúc mà mình vẽ đồ án, mình cũng thấy cái này mình rất là thích rồi. Mình thấy là sao có một cái phần mềm mà nó có thể cho mình biểu diễn một cái cách rất là trực quan dành cho kiến trúc với một cái góc nhìn thứ nhất, để mình hình dung được cái phòng của mình nó như thế nào, nhìn trong, chứ không phải là chỉ để vẽ ra rồi chỉ để là xuất một cái hồ sơ cứng nhắc. Một cái tính năng phát triển từ version 19, đó là một cái tính năng khá là đột phá của AutoCAD, tức là hỗ trợ phần cứng 64 bit. Thì từ lúc này thì các đời máy về của Intel nó đã có hỗ trợ rất là nhiều cọt, tức là thường là các bạn sẽ nghe là 2 cọt 4 CPU này nọ. Thì
một số bạn chưa hiểu á, tức là cứ nghĩ là cái máy máy mình nó mạnh thì mình sẽ vẽ được nhẹ và nhanh hơn những cái máy bình thường. Nhưng các bạn phải biết một điều, đó là cái phần mềm của các bạn có hỗ trợ những cái CPU, những cái công nghệ mới của những cái lỗi đó không nữa. Thì từ version 19 á thì AJKS công khai về cái tính năng này, tức là họ cho ra cái tính năng tức là hỗ trợ về CPU nhiều lỗi. Đặc biệt là các bạn thấy có cái tính năng đó là Enable Background Update. Thì cái này là gì? Cái này là khi mà các bạn thí dụ như vẽ một cái mặt bằng, các bạn thay đổi một một số đối tượng nào đó, thì thay vì thí dụ như bây giờ mình thay đổi một cái tường, thì thay vì các bạn phải cắt ra thì phải đợi cho nó xử lý, tức là nó update để cho biết là cái tường nó thay đổi theo mặt cắt, nó thay đổi theo. Thì trong trong lúc mà chờ xử lý á, thì cái updating này nó sẽ dùng cái lỗi khác của CPU, tức là CPU này nó sẽ chia ra để đảm nhiệm một phần, nó sẽ đảm nhiệm cho cái thao tác của các bạn đang vẽ trên mặt bằng, một phần nó sẽ xử lý ở cái mặt cắt mặt đứng, để cho nó sẽ xử lý nhanh hơn là khi mà các bạn bật cái mặt cắt mặt đứng ra là thì các bạn đã thấy là nó đã update liền, chứ không phải là phải chờ. Thì cái này là một cái khá là hay dùng cho những cái bạn nào mà laptop chẳng hạn, hồi xưa mà sinh viên á, khi mà cấu hình mạnh mình chưa có đủ mạnh thì có thể vẽ AJKS này rất là dễ dễ dàng. Một cái mình cũng rất thích là AJKS nó rất là nhẹ, từ các version càng càng phát triển thì cảm giác như rất là nhẹ, nó nhẹ hơn cái version cũ nữa. Như là cái từ cái 18 qua 19 là các bạn thấy là một cái sự cải tiến rất là lớn của AJKS, đã giúp cho xử lý những cái file, những cái công trình hạng nặng rất là mượt mà. Cái tính năng nữa là cái tính năng về 3D mod. Thì cái mod này thì nó giống như là cái phần những cái bạn nào mà đã học về 3D á, thì các bạn có thấy là giống như cái phần NURBS hoặc là những phần 3D của SketchUp. Thì cái mod này thì không thể nào thiếu trong một cái phần 3D của những cái người thiết kế, tức là nó cho phép mình vẽ bất kỳ cái gì. Thí dụ như trong thư viện, trong cái element của mình, ví dụ như là nó không có thì mình phải flexible, mình phải vẽ những cái gì mà tùy biến, mình phải vẽ cái gì mà, tại vì cái này là đơn thuần là thiết kế, thì thiết kế thì không thể nào mà mình cứng nhắc theo một cái phần mềm mà nó có sẵn. Người ta thích vẽ cái gì người ta có thể vẽ được bằng chính những cái công cụ trong đây. Thì đây là một cái clip mà cũng cũng khá là lâu, tức là từ lúc mà nó ra cái version này, thì đây là nó vẽ bằng cái cái này mình tua nhanh một tí xíu nha, các bạn cứ cứ coi.
Các bạn thấy là họ thao tác hoàn toàn trên 3D. Thì cái tính năng mọt này từ thời đó thì bây giờ nó cũng đã cải tiến cũng khá là nhiều. Từ cái version mà từ cái version cũ hồi xưa, nó cũng đã, thực ra thì nó cũng đã vẽ được gần như là những cái gì mình đã nghĩ. Nhưng mà các bạn thấy, tức là nhiều người lại thắc mắc là tại sao tôi lại phải dùng mọt mà tôi không dùng một cái phần mềm khác tôi xuất qua chẳng hạn. Thì tại sao, đó là khi các bạn dùng mọt trong AutoCAD thì các bạn có thể biến mọt thành bất cứ đối tượng nào của AutoCAD. Ví dụ như trong cái quá trình các bạn vẽ tường, các bạn vẽ ủa cái tường này bây giờ nó hơi xiên vẹo, nó hơi một cái hình hài nó hơi bị không có đặc trưng giống như cái hình cơ bản, thì các bạn phải vẽ bằng gì, thì các bạn có thể là dùng mọt. Các bạn vẽ vẽ xong các bạn biến nó thành đối tượng là tường, thì khi biến qua thành đối tượng tường, các bạn sẽ lấy được những cái thông tin của tường giống như mặt bằng hoặc đứng mặt cắt, những cái vật liệu, những cái lớp, những cái laser đều là y như là cái tường. Đó là một cái mà khá là hay. Còn cái này bên đây là giống như hồi nãy mình đã nói, là tính năng tray revision, tức là giống như là tờ giấy Ken, tức là để chúng ta sẽ để hai cái bản vẽ chồng lên nhau và chúng ta sẽ kiểm tra. Thì đây là một cái hình là mình tạo để giống như là mình đang diễn tả cho mọi người biết, đó là mình đang kiểm tra giữa MEB và kiến trúc. Cái kế tiếp là mình muốn nói về cái tính năng về Open BIM. Thì một số phần mềm cũng đang nói về cái phần mềm Open BIM, mà thật ra thì không phải Open BIM. Còn đối với AutoCAD, cái từ Open ở đây có không phải nhất thiết, không phải các bạn cứ nghĩ là Open tức là mình sẽ mà dùng cho tất cả các phần mềm được sử dụng đó là Open, mà Open của quan điểm của AutoCAD thì nó là còn là những cái đó là những cái người vai trò khác nhau phải sử dụng được nó, tức là phải phải hỗ trợ cho trong 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 làm sao để lấy được tất cả những thông tin của AutoCAD, làm sao để cái file đó không phải là cái ông kiến trúc ông dựng xong rồi đưa cho một cái người khác thì người khác không có xài được nữa, mà là phải cái dữ liệu của AutoCAD đều được mở ra cho tất cả mọi người đều có thể là lấy đó và có thể dùng nó cho chính cái phần mềm mà chuyên nghiệp của họ. Ví dụ như có thể xuất qua Tekla, Omlen hay Solibri hay cái gì đó mà nó không bị mất đi nhiều cái thuộc tính. Thì các bạn thấy là hiện tại AutoCAD thì cái hình này là hiện tại AutoCAD đã cho xuất import và export ra rất là nhiều, hầu như là tất cả các phần mềm về 3D hoặc là 2D hoặc là về cái hình ảnh luôn. Tiếp theo cái phần nữa mình sẽ nói đến là cái phần những cái phần phần tích hợp trong AutoCAD. Thì AutoCAD hiện tại là có ba ba phần tích hợp chính. Thì những cái phần tích hợp ở đây là mình đầu tiên mình muốn nói đến, đó là cái phần Revit Surf Eco Design AutoCAD. Thì cái Eco Design này thì nghe cái tên là các bạn cũng hiểu được là nó là dùng cho tính toán về năng lượng. Thì khi mà các bạn dựng mô hình trong AutoCAD thì các bạn sẽ cần phải có, khi mà muốn nhập một cái thông số để cần tính toán về năng lượng để cho kết xuất một cái phần mềm tính toán để cho các bạn có thể là sau này để xin xin một cái tiêu chuẩn xanh nào đó, thì bên tiêu chuẩn xanh họ cũng yêu cầu một số tiêu chuẩn, ví dụ như là cái vật liệu đó phải là chống cháy như thế nào, vật liệu xanh, vật liệu chống chống nhiệt như thế nào này nọ, thì AutoCAD cũng đã có sẵn cho mình những cái tính toán này. Cái đa số là ví dụ như là các bạn thấy là tính về gió, tính về mặt trời, tính về nhiệt, tính về và nó tạo ra những cái bảng thống kê cho chúng ta, và ví dụ như là trong một năm chúng ta đã dùng
mà cái nhiệt nó bị mất bao nhiêu, nó bị thoát nhiệt bao nhiêu, và cái vật liệu đó đã được sử dụng đúng mục đích hay không. Cái tiếp là cái phần graphic map modeler, thì cái này cũng được tích hợp ở trong Archicad từ version 24. Thì thật ra thì thời đó thì version 24 thì Archicad ra phiên bản này nó cũng chưa có được là tối ưu lắm, tức là nó vẽ cũng gọi là dùng được thôi chứ chưa, còn thiếu rất nhiều là điều cái phần thư viện. Nhưng mà đến thì thời điểm hiện tại thì với đặc biệt là cái version 27 thì họ cũng đã tối ưu hơn rất là nhiều. Đặc biệt là có cái mình rất là thích, tức là những cái phần thư viện của Archicad như là cái bồn tắm hoặc là cái lavabo hoặc là cái gì đó thì nó đều có những cái thiết bị kết nối ống. Tức là khi mà các bạn vẽ kiến trúc, các bạn vẽ cái bồn lavabo, cái bồn nước hoặc cái bồn cầu, thì khi mà cái ống MEB mà nó cần chỉ cần đưa vào trong cái thư viện thôi thì nó sẽ tự động nó kết nối luôn vào cái thiết bị trong Archicad luôn. Thì ở đây mình có một cái đoạn clip và nói về cái tính năng Map Modeler. Thì hiện tại cái version này là version 27, thì các bạn thấy là họ sẽ vẽ được tới mức như vậy. All of the pressure's gonna drive you crazy, 'cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. 'Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks hair color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low, 'cause my Tesla charged for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. So let it rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy, 'cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Sau khi vẽ xong thì chúng ta có thể qua Surgery để chúng ta check. Thì những cái này mình sẽ nói sau trong cái phần những cái phần bài những cái phần webinar kế tiếp, mình sẽ nói kỹ hơn. Thì đây là cái buổi giới thiệu. Một cái tính năng nữa đó là cái phần hồi nãy giờ mình nói đến là còn kiến trúc rồi, MEB rồi, còn phần kết cấu. Thì kết cấu Archicad đã có được những gì? Thì các bạn thấy như là cái màn hình thì chúng ta có xuất ra được cái định dạng là Structure Analytical Model. Thì cái định dạng này là gì? Cái định dạng này là được tập đoàn Nemetschek cải thiện và hợp tác với những cái kỹ sư kết cấu để tạo ra nó. Thì nó là giống như một cái tệp file giống như cái dạng file Excel. Thì nó chứa không nó không những chứa cái hình dáng cái hình dáng của cái model, mà nó tính luôn, nó có cả tải, tức có cả những cái thông số mà cần thiết cho một cái ông kỹ sư kết cấu họ có thể biết được để họ ra được những cái tính toán kết cấu. Thì khi mà xuất qua, chúng ta xuất qua thì không phải là chỉ dùng cho cái kết cấu không, mà khi kết cấu ví dụ như có muốn sửa cái gì, ví dụ như tăng tiết diện cột, tăng tiết diện dầm, thì cái này có thể xuất ngược lại cho Archicad bằng chính cái đuôi này. Thì Archicad khi mà nó nhận vào
thì chúng ta thấy là nó đều ra được, nó ra được, nó phải nó hiểu được cái đối tượng đó là y như là cái hai chữ kép mà chúng ta đã nhận đã vẽ đã xuất ra cho họ. À, một số người có quan niệm rằng là tại sao là anh chị kết không phát triển về cái tính kết tính toán kết cấu ở trong này, thì với định hướng của DevShop là họ muốn chuyên chuyên môn hóa, tức là phần mềm nào sẽ là chuyên trong phần mềm đó. Thì đối với anh chị kết thì họ chuyên về mảng về kiến trúc, thì khi mà một cái ông kết cấu thì ông kết cấu sẽ dùng một cái phần mềm khác chuyên nghiệp hơn để tính. Nhưng mà như là ban đầu mình nói, tức là anh chị kết nó vẽ ra không phải là tất cả những cái môn khác họ đều không dùng được, mà họ sẽ dùng, họ đồng đều xuất qua và xuất lại đều rất là mượt mà. Thì ở đây mọi người thấy là có thể xuất thực hầu như là tất cả những cái phần mềm về tính toán kết cấu. Và cái hai cái phần và cái phần cuối cùng là mình muốn nói đến là cái phần BIMx và cái phần BIMcloud. Thì hai cái này là được phát triển một cái độc lập, nói gần như là một độc lập, tại vì chúng ta đó là một cái app mà chúng ta download về để dùng, có thể là trên điện thoại, trên iPad, hoặc là họ mới phát triển từ version 26 27 đây, đó là họ phát triển từ họ có thể mở ra bằng cái trang web bằng cách là chia sẻ cho khách hàng một cái link, và họ khách hàng có thể dùng cái link đó mở ra và xem trực tiếp ở trên đó, tương tác, có thể là khoanh may cái chỗ đó là bị sai cái gì, hoặc là chúng ta có thể sửa và gửi trực tiếp nó cho những cái người manager về mô hình Archicad đang đang vẽ ở trong văn phòng, và họ biết được. Thì chúng ta có thể xem được cái đoạn video này để hiểu hơn về BIMx. Graphisoft's award-winning BIMx has changed the way architects communicate their designs, not only with their project team, but also with clients and other stakeholders. With BIMx, building design and construction teams can easily Đây là một phần mềm tích hợp ở trong cái bộ cài, tức là không phải là tích hợp trong Archicad mà tích hợp trong bộ cài, tức là cái bản cài Archicad thì mặc nhiên thì cái nó có sẵn cái BIMx này. Let me show you how it works. BIMx hypermodels are very handy. They contain hyperlinks connected to the complete project documentation, such as site and floor plans, elevations, BIMx không không phải nhất thiết là chỉ là 3D không, mà các bạn thể add bất kỳ bản vẽ 2D nào vào trong cái BIMx. Hyperlinks will take you right where you want to go. BIMx is proven to be very effective when you want to share your design intent to a variety of stakeholders. Team members and clients who are not trained in reading 2D plans will also instantly understand the entire project when they can explore it as a versatile 3D model. And immersive technology makes this exploration even realistic. BIMx can handle large and complex projects without delays because it uses model streaming technology like those used in computer games. The BIMx presenter and gallery help you drive the narrative of your design to get more specific and faster feedback. Có thể dùng trình diễn, trình chiếu cho vô tư xem, mà không phải là một cái file phần như là hồi xưa giờ nữa, mà nó sẽ là một cái file giống như file 3D. Take advantage of our BIMx model transfer service and boost your sales by showing your 3D designs on your website using the BIMx web viewer. A digital model means no more paper on the building site or at client meetings. All the relevant model data is up to date, ready to be accessed and shared. And it's not only the architectural model that's on BIMx. Get instant access to all building element information, such as fire ratings and manufacturing specific properties. If you're a facility manager or an owner of the building, you can access and integrate facilities management and specification databases using the BIM model and run streamlined maintenance processes using BIMx API. Take BIMx anywhere you go. Run BIMx on any mobile device without special hardware. You always have the entire up-to-date project right in your pocket without plugging your device into a computer, thanks to BIM Cloud and BIMx Model Transfer, which makes sure that everything is synced. In addition to being able to take your model with you where you go, BIMx and BIM Cloud let you exchange instant messages and project images in real time. Use the device and platform of your choice to explore BIMx hypermodels. For specifications, please check our website.
Get started with BIMx free of charge. Download the app to your mobile or desktop device, or open the model right away in your browser and enjoy Graphisoft's award-winning design presentation and communication tool. Thì mọi người có thể quét cái mã QR này để có thể vào được cái trang giống như một cái thanh thư viện của BIMx. Tức là họ có rất là nhiều công trình ở trong đó, có thể download về và dùng chính cái trang web hoặc cái điện thoại của mình để trải nghiệm thử là cái tính năng BIMx như thế nào. Cái cuối cùng là mình muốn nói với là cái phần teamwork của BIM và nói chung với lại BIM Cloud. Thì tại sao nhiều người vẫn muốn tìm hiểu về AGCAD mà họ sau khi một thời gian họ làm với một cái phần mềm khác, họ thấy là sao nó vẫn có một cái trở ngại nào đó và họ muốn tìm đến một cái phần mềm khác mà có thể hỗ trợ tốt hơn về teamwork. Thì AGCAD rất là nhiều năm liền đạt giải về cái phần teamwork này. Thì hiện tại là cái teamwork của họ đã phát triển đến version là version 27, thì nó đã được lên tới cái tính năng mới, đó là cái tính năng BIM Cloud, tức là họ server của cái teamwork. Thì thay vì hồi xưa là họ có thể cài ở văn phòng giống như là BIM server, như là BIM BIM server, BIM basic, nhưng mà tới version 27 thì họ có thể là cài bằng chính cái server bằng chính cái dịch vụ của BIM Cloud của Graphisoft. Đây là một cái dịch vụ thêm, nhưng mà khi mà các bạn có version 27 thì họ tặng thêm một cái gói cái BIM Cloud này. Thì cái này thì các bạn chúng ta sẽ không cần một cái máy chủ nào cả, không cần IT, không cần gì đó, họ sẽ cấp cho bạn một cái đường dẫn đến trang web, một cái server, thì chúng ta có thể toàn quyền tạo ra những cái người user, ví dụ như là những cái role khác nhau, ví dụ như là kỹ sư, kiến trúc sư hoặc là hội viên hay gì đó. Thì còn đây là tính năng giới thiệu về cái tính năng làm việc nhóm trong AGCAD như thế nào. Thì tại sao là cái AGCAD họ lại phát triển cái teamwork này, làm sao để có thể là tương tác với nhau trực tiếp trên cái hồ sơ bản vẽ này luôn, tức là họ có thể chat với nhau và ISO khoanh mây hoặc là liên lạc với nhau từ những cái nơi thậm chí là rất là xa, chỉ cần kết nối internet. BIMx cũng có thể kết nối vào trong teamwork. Thì khi mà một người manager muốn, họ chỉ cần một cái iPad, họ vào xem cái dự án, thì họ chỉ cần ví dụ như là tới xem cái phần những cái bản vẽ trong đây, những cái 3D trong đây có bị sai gì không, hoặc là gửi cho khách hàng. Thì khi mà có vấn đề gì đó thì họ có thể là khoanh mây ngay chỗ đó và gửi về trực tiếp cho team đang làm việc ở nhà, thì có thể thấy được ngay chính xác cái vị trí đó đang bị sai luôn. Họ tạo cái ở nhà chúng ta sẽ nhận một cái tin nhắn trên chính cái file cái AGCAD của chúng ta như vậy, và chúng ta gửi phản hồi, và cái người khách hàng và cái người manager có thể nhận được cái thông tin phản hồi ngay tức thì. Chúng ta apply vào đúng cái view mà của người manager gửi thì AGCAD nó sẽ hiện đúng cái view đó luôn. Và đây là cái giao diện của một cái BIM server. Thì cái người manager có thể tạo ra rất là nhiều người khác để có thể là cùng nhau vẽ. Và đây là một cái tính năng nữa, tức là không nhất thiết chúng ta phải online mới vẽ được, mà có thể là chúng ta sẽ lấy một cái gói đó về là chúng ta vẽ trên chính cái role của chúng ta. Role của chúng ta, ví dụ như là chúng ta là kiến trúc sư, chúng ta được vẽ quyền vẽ những cái phần nào thì chúng ta chỉ không cần kết nối mạng, chúng ta có thể là dùng cái file đó
đi đi ra ngoài để vẽ vẽ xong, mà khi mà kết nối mạng được, chúng ta sẽ up lên là mô hình chúng ta sẽ được cập nhật. Và phần webinar của mình đến đây là kết thúc. Thì ở trên là có cái VR về Zalo, mọi người có thắc mắc cái gì thì có thể là add Zalo group trong cái group để có thể là trao đổi thêm. Thì ngoài ra thì đến phần chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái phần câu hỏi, ví dụ như mọi người có thắc mắc cái gì, hoặc là trong quá trình nãy giờ mình trình bày có không hiểu chỗ nào thì mọi người có thể đặt câu hỏi, hoặc là có thể hỏi sau khi mà chúng ta có thể là hôm nay giờ này chúng là mọi người cũng đang bận việc, nên là mọi người có thể là dành câu hỏi đó cho cái lần sau cũng được, là tại vì mình còn có những buổi webinar sau.